Bây giờ tắm trắng mà mỗi tuần đều đến spa để cho tắm trắng rồi cái da em nó lại bị hay bị châm chích á. Lúc mà em tắm vô xong thì nó cũng trắng thiệt nhưng mà châm chích nhưng mà về sau vài lần tắm lại bình thường, ở nhà thì mình nó không còn trắng giống như cái lúc đầu nữa. Với lại là em thích cái gì mà nó sử dụng được lâu, chẳng hạn như em uống cái viên này ha, là nó trắng từ 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 ở bên trong luôn. Có nghĩa là khi mà anh uống nó không phải là trắng liền giống như là anh tắm trắng, nhưng mà nó duy trì được cái hiệu quả cho anh. Có nghĩa là càng ngày mỗi ngày anh uống, càng ngày mỗi ngày trong một cái thời gian anh thấy mình trắng lên, sáng hơn, da rạng rỡ và đều màu hơn, thì từ đó thì em không có nghĩ tới chuyện tắm trắng nữa. Đầu tiên là em nói thiệt là em không có dám sử dụng những cái sản phẩm nào mà uống vô trong người. Trước khi em xài là em phải tham khảo lên Google rồi nhiều cái lắm. Thì em có theo dõi Facebook của chị Ngọc Trinh. Cái em thấy chị có uống rồi cũng chưa uống liền đâu. Xong rồi coi thêm nhiều bạn bè, người thân review về cái sản phẩm này quá tốt. Cho nên em đã đặt mua và bây giờ em uống tới thời điểm hiện tại là để coi một năm rồi, nhưng mà không phải ngày nào cũng uống đâu nha. Cái này mình uống như thế nào em nhỉ? Cái này có nghĩa là em uống một cái lọ này nè, cứ một ngày thì em uống 2 viên. Cứ sáng em ngủ dậy em ăn sáng này nọ xong em sẽ uống 1 viên, sau đấy đi tập. Sau đấy chiều em ăn uống em lại uống thêm 1 viên nữa. Nhưng mà có khi là em không có nhớ, tại vì có nhiều khi có nhớ, có nhiều khi không nhớ. Thì tối khi ngủ làm 2 viên luôn. Rất tiện vậy đó. Vẫn được hả em? Được. Em như vậy thì một hộp như vậy là bao nhiêu viên? Một hộp như vậy là 60 viên người ta. 60 viên.